Thư Đinh Vân có tên, thư tên gì Đinh Vân? Đinh Vân như này Khải cơ. Ngô. Họ gì? Khải Ngô. Họ. Họ Ngô. Ok, rồi tên thư, tên Alison viết làm sao? Đinh Vân làm sao? Chữ N có chưa? N đâu? Có rồi. Đâu ra mà N? Đi. S-O. N cao quá con. N ngay ngay gần chữ O. N cao quá. Thứ hai. Viết lại chữ N ngay đây nè. I can't do. Bên này nè, right here. Oops, đây nè. I forgot. N ngay đây nè. I forgot the vitamin. Die. Happy face, hả? Vậy happy face, hả? Mắc hiếp, mắc hiếp. Happy face. Wow, that's, see, let's see, happy face. Okay. Happy face, though. Yeah, that's happy face. It's not happy. Oh, it's happy face. Happy face này. There. Chữ này chữ gì đây? Ooh, Alison. Alison. Đẹp quá, đẹp quá. Thư viết đây một lần nữa, viết chữ Alison dưới này này. Alison viết ngay đây này. Alison. Phải nướng lại chứ. Hai chữ eo nó mất tiêu rồi. Nhưng con muốn làm perfect nhiều. Ồ, muốn viết nhiều hả? Nhưng mà con viết có đúng chưa? Cà phê. Thư uống gì? Cà phê. Cà phê. Cà phê.